Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 để thông qua nghị quyết về đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1 và một số nội dung quan trọng khác. Chủ trì và điều hành kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Ái Vân. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cho biết, một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này đó là Hội đồng Nhân dân xem xét đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1, đề án. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm đảm bảo điều kiện trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương, việc lập đề án là cần thiết. Phạm vi nghiên cứu lập đề án bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, phạm vi đánh giá nội thị gồm hai quận, quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương, tách ra từ thành phố Huế hiện nay. Các đô thị trực thuộc tỉnh gồm thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền. Các huyện ngoại thành Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang và khu vực dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông. Qua rà soát đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị đối với đô thị Thừa Thiên Huế, tổng số điểm đạt 84,92 điểm trên 100 điểm, khung điểm theo quy định yêu cầu đạt từ 75 đến 100 điểm, đảm bảo điều kiện để trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định đề án. Trong tổng số 63 tiêu chuẩn, Thừa Thiên Huế có 28 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 28 tiêu chuẩn đạt điểm theo quy định, trong đó có 8 tiêu chuẩn áp dụng đô thị có yếu tố đặc thù. Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, thủ tục trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ thẩm định phê duyệt hồ sơ đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1 và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập quận, phường. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng việc tổ chức lập chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế là cần thiết. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, khải toán kinh phí thực hiện chương trình khoảng 73.324 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 29.890 tỷ đồng, ngân sách tỉnh khoảng 8.512 tỷ đồng, nguồn vốn khác khoảng 34.922 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xem xét quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tỉnh năm 2023 sang năm 2024. Giao kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 đợt 6. Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1, 2, 3. Thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn. Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, cùng nhiều nội dung khác.